Xem hai con mồi đấu nhau nhá. Phòng mồm lên phòng hầu lên kia gì nữa đấy, nó hot này, nó có cho đâu. Chứ con khác nó nhảy thì mình cứ đứng nép ngay, bọn này nhảy thì đứng nép ngay, nó ăn thế đấy, đó là mình nhỉ. Mà đặc biệt con mồi là mình chặt con hot này, nó hot hơn mồi, mồi còn dễ dặn hơn con nó đấy, thấy chưa, nó như thế hay. Giờ mới bán rồi cũng kể 6.000 đồng để lại bán 6-700 không quách quách không căng căng hình như nhỉ. Bạn đang nó có chim với nhau, đang lâm lê với nhau, đang lâm lê nhiều cho sát hơn. Nó lâm lê nhân dân mẹ nói là lầm lên không mồm này. Tôi nhắc là từ đấy tôi nhắc có này mình đắp tiền thì tôi lại thì tôi chơi ngay nhưng mà còn để rẻ nếu ở ngay chơi ấy con mồi mày cánh nhau bốn cánh ấy con kia nuôi vài tháng nữa thì năm tháng thì còn thằng lắm còn tôi chắc thì kia làm đấu rồi thì còn khác là nó để nép gì đấy mồm nó vẫn phồng nhìn thì còn cái mồm phồng thì nhìn thấy là muốn ra lại hòn cái nó hòn tèo. Con bên trái là con mồi lũa, còn con bên phải là con mồi nó cũng sợ thật. Sợ đâu, nó sợ đâu. Lì phết. Lì đó. Con tí nhìn nó không nữa, chìm nó nữa.
triệu. Giọng đành thế nhỉ. Rừng già. Ấy. Kẹp. Ấy. Chính như con mồi thì nghe không vang bằng nó đâu. Đúng không? Mồi nó cũng... Con kia nó chỉ là thuần hơn thôi. Mồi thuần hơn. Hàng nhà cho quánh. Đấy. Giòn vang ghê. Ấy. Chơi rất tự nhiên. Mồi già. Đâu cái này nó không phải cái tác mà nó tác còn lạ lắm nhé, còn cái lạ luôn đấy, ngon. Được ăn được không? Tóm lại là cứ phải dừng già. Chơi cứ loại lon chỉ được cái thuần. Hoạt động không dọa được cực không sao. Dạ. Nhưng con mồi thì chú nghe vẻ thiếu lông cánh thế nào nhỉ? Thiếu lông. Nghe nó thưa thưa lông cánh.